năm ngoái Indonesia đã thua Việt Nam 0-5 ở trận đấu trên giải ba bóng đá nam trong khuôn khổ SEA Games 28. Tỷ số trận đấu là 2-2 và ghi bàn của Công Phương. Công Phương luôn rất nỗ lực khi có dịp vào sân. Vừa rồi là bàn thắng rất đáng nhớ của Công Phượng trong một trận đấu kiểm tra có thể nói là quan trọng trước thềm giải bóng đá Đông Nam Á. Rất tinh tế. Pha phối hợp rất đẹp của Bồ Ba Văn Thanh, Thành Lương và kết thúc bằng cú duỗi chân đầy cảm giác của Công Phượng. Thành Lương đã chuyền vào rất hay. Một cú chạm bóng khé rất đẳng cấp của Công Phượng. Đình Luật, đường truyền của Ngọc Hải, đúng rồi, tỷ số trận đấu được đưa lên 3-2, tay làm của Văn Toàn, Văn Toàn đã phát huy được sự nhanh nhẹn và khéo léo của mình. Một pha chạy chỗ và dứt điểm trong tư thế rất khó mà Văn Toàn vẫn thành công. Ngày hôm nay đội Việt Nam hai lần bị dẫn bàn nhưng bây giờ đang dẫn lại 3-2. Ngọc Hải đã chuyền bóng rất tốt. Pha xử lý tinh tế ở tốc độ cao của Văn Toàn rất hay. Một tình huống làm chúng ta nhớ lại danh thủ Mike Noel trong giai đoạn đỉnh cao.